Rồi, như thế nào? Đây là đầu tiên á, chúng ta phải kẹp hai track này lại với nhau. Chuột trái, bấm chuột phải. Create track stack. Stack tức là dồn. Rồi, từ từ. Nó sẽ được quản lý vào một cái folder tổng. Mở lại auto sir. Rồi, kích hoạt auto sir. Hết. Click xong. Anh cứ frequency là chuyển lại read. Em chuyển lại read đi. Rồi ok, thế là xong. Đó. Em kéo ông đó về 20, 20 là xong. Kéo hàng đầu về 20. Cho nó lên xỉu thôi. Ừ. 2k luôn, lên 2k luôn. Thật đấy. À 2k vẫn còn sáng quá. 100. Okay, kéo vòng 100 đi, kéo vòng 100. Rồi, tại lúc play là từ đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.